Long xin kính chào ông bà, cô chú, anh chị em và các bạn đã quay trở lại kênh Anh Family Cuộc Sống Úc. Từ biển Mũi Nai, gia đình Long sẽ đi Thạch Động cả nhà, rồi sau đó đi ra cửa khẩu quốc tế Hà Tiên cả nhà. Thạch Động cả nhà ơi. Yeah, maybe in coffee. Buy coffee and ask. Rồi, bây giờ mình đi vô Thạch Động nha cả nhà ơi. Giá người lớn 20.000, nhà trẻ em thì được miễn phí nha cả nhà. Nó Thạch Động ở Hà Tiên. Đây là phòng bán vé. Vé 20 đồng một người lượt. Có người sót vé luôn nha cả nhà. Em bé thì được miễn phí. Trời, đây là chỗ bán nón. So this is a tunnel to Cambodia. The other way. We will after here. We come out to try. Is this pagoda? Yeah, in the cave. We go inside the cave. Có leo lên hả? Leo lên đó là vô hang hả? À. Đúng là núi Tà Bao ha. Yo. 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 Không biết hỏi chú Út á. Chú Út có đi lên đâu. Cái này mình đi vô hang động. Phía trên có hai đường cả nhà. Cái đường này là đi cầu thang lên. Thằng Thận nó dẫn đi cái đường khác, không có đi cầu thang. Cái đường chát nó đụng chó nha. Đây là dài dọc đường đi vô Thạch Động nha cả nhà. Trên đây người ta có bán quần áo. Quần áo. Đồ chơi khen nè, vô shop đồ chơi. I love Hà Tiên kìa. I love Hà Tiên. Anh chị cái trong đây có bạc giọng gì tí luôn anh chị ơi. Có cà phê rồi. Có cà phê rồi. Khi nào có uống nước gì đẹo đây. Dạ. À, cái đường này không có leo cầu thang. Không có đi cầu thang. Khé nha. Cái chát kìa, đi trước với Bi kìa. Giỏi không? Look at chát kìa. Chat là on the screen already. Thạch Động nè cả nhà, Thạch Động Hà Tiên. Rồi bây giờ mình lên tới rồi đó nghe cả nhà. Rồi mình chỉ đi vô cái Thạch Động thôi, mình leo lên. Ngồi ghế chờ đợi. Cái gì con? You're too tired. Oh. You want to sit down there to relax? Rồi ba nó ngồi bên kia uống bia cả nhà. Rồi bây giờ nó biết nói em thấy rồi nữa. Rồi Bi là nằm luôn nghe cả nhà. Rồi chứ qua ngồi luôn rồi cả nhà ơi. Rồi đi biển lên cả nhà mệt quá. À. Ôi ôi, giỏi quá trời, tôi thấy là đang mau thôi. Dạ, nói nguyên câu luôn á. À, nó lên núi mệt. Gia đình Long vừa mới leo lên tới núi xong cả nhà, ngồi nghỉ mệt, uống cà phê một tí rồi mới đi tham quan ở trong hang động á cả nhà. Rồi bây giờ đi lên chỗ Thạch Động cả nhà ơi. Chỗ Bồ Tát nha cả nhà. Bây giờ đi vô Thạch Động cả nhà ơi.
Rồi, bây giờ vô hang động các nhà ơi. Ở đây mát rưỡi à. Ờ, mát quá trời luôn ha. Nổi đây là nổi đây. Nổi đây. À, đừng có gõ hả? Money, bỏ vô. Kè, kè, đấy đi kêu vô money. Chát. Thạch động nha cả nhà ơi. Ồ, vô hang đá cả nhà, trời ở trong hang nè. À, giếng tiên. À, vậy hả? Rồi, giếng tiên. Thạch xanh cứu công chúa hả? Con xuống được thử rồi. Mã này sâu không? Còn thấy đây này nó con khúc rồi. À. Thấy cái này con khúc rồi. Nó đây thử rồi. Tôi xin giới thiệu đến đây tại hang động này. Thầy cái quên. Hướng dẫn viên quên ai khen đây, chát đi. Nó làm giống như là mà không biết cái cây đó để làm gì. Cây đó để chặt nhào lúa. Đồng hồ. Học chơi á. Còn diễn tả. Đây là hang Đại Bàng nha cả nhà. Từ câu chuyện cổ tích Thạch Xanh Lý Thông và dựa theo truyền thuyết dân gian lưu truyền rằng nơi đây còn được cho là miệng hang của Đại Bàng, sau khi quắp công chúa Quỳnh Nga trên đường bay về đây đã bị những tên thần của Thạch Xanh bắn trúng làm bị thương. Lần theo vết máu của Đại Bàng, Thạch Xanh đã tìm đến miệng hang và dùng dây rừng trèo xuống giải cứu công chúa Quỳnh Nga và giết Đại Bàng Tinh. Nên từ đó gọi hang Đại Bàng cũng xuất phát từ giai thoại cổ tích nói trên. Chát, đi lên đường này nè. Ok, bây giờ lên cầu thang lên phía trên đó cả nhà. Đó. À, mình lên phía trên đây coi có cái gì. Mình chát lên trên rồi. Ở trong hang động mà có cầu thang đó nha cả nhà. À, là cái núi đá đây. Nguy hiểm lắm á. Nhà ơi là cái núi đá. Đi vô đây nè. Đó. Dạ bây giờ Loan đã lên tới rồi nghe cả nhà. Đâu? Đưa cái đít ra đó. Đâu? Đưa cái đít ra. Đâu? Có ra thấy rồi, thấy con chim là đưa đít ra. Hai con luôn. Ở trên con dưới con. Như con. À. Mọi người đã tập trung tại hang. Bí ẩm nổi không đó, ẩm nổi không á. Nó nặng, vịnh nha, vịnh tay cầm nha Bi ơi. Chết nó nặng nha. Để nó uống. Cái này đeo, không có ba tài. Không có ba tài đi theo chứ. Anh hai đi đâu đây chán. Xuống nha, cái chừng nha. You want to hold me on? Đi ngồi đó chứ ơi, đừng đi hàng đôi. Nó chặt lắm á. Để cho nó xuống. Thôi cho nó đi trước đi. Tại cái thềm nó nhỏ quá, đi hai người. Đi phải vịn cái tay cầm nha. Tại nó đứng. Ừ.
Chị khép phun cho hết luôn. Má đi ngang á. À, má đi ngang vậy nè. Những cái chân ngang nó dễ đi. Bây giờ ở đây hang động đi xuống cả nhà. Con Thận nó sợ, lo sợ cái gương mặt lo sợ của con Thận. Không, má đi ngang được. Đi ngang cái chân nó vừa với cái lòng cầu thang. Em lên đi trước đi, em đi trước. Má được, được. Không, má vịn theo cái đó được. Chứ đừng có vịn, chứ vịn gì nó còn mất thế thôi. Chứ đi đi. Thì mình đi mình giữ lại như này. Thì không thì đi đi ngang, đi ngang hai chân xuống. Đi ngang hai chân xuống đi. I don't have you. You want a beer? No, 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 mommy no. Mommy no. Good. Thank you, sir. You got anything to fit me? Có size 4, size 4 miếng, 5 miếng không em? 5 miếng được. 5 miếng, 5 miếng. Coi chừng chát nha. Không đâu. Oh no, not US arm. Yeah. Want to try it on? No. Bự lắm. Mới chịu thử. Con coffee. Soup. Soup. Yo. Tiger soup. Xuống luôn. Rồi bây giờ mình đi xuống. Vietnamese soup. Vietnamese soup. Ai muốn đi Campuchia? Cái lần trước hai người đi đó. Cái hai người đi hả? Muốn đi Campuchia nha. Muốn phái rồi. Cả nhà ơi, đây là cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, chỗ mình đi qua nước Campuchia cả nhà. Từ phía bên ngoài đi vào mình không được phép quay phim chụp hình cả nhà. Long bị kêu lại là bắt xóa điện thoại trong iPhone, xóa hai lần xóa cả nhà. Mình chỉ thấy là ngăn cách bằng cái cây dỡ lên dỡ xuống cho xe ra vào cả nhà, là có sự quản lý khác biệt giữa hai nước Việt Nam và Campuchia cả nhà. Khi mà qua khỏi cổng vào bên trong thì người ta cho phép mình chụp hình quay phim cả nhà. Đúng rồi. Nó bây giờ vô đây chụp hình thì được. Rồi, chế đính nó đi, đính đi chát với Hegun đi. Ngoại vô trong khác gì nhau? Khác chứ không? Rồi đây là ở nhà nha cả nhà. Thi đồ bi vô Campuchia, cửa khẩu Campuchia. Rồi Kim vô đi, cô hai quay một chút xíu. Kim vô, đưa máy cô hai chụp cho.